Nguyễn Văn Tâm, ô bạn này mới 29 tuổi mà. Đúng rồi. Nhưng mà thì tháng này phá ra trì tử. Ôi trời, đúng là phá ra trì tử. Thứ nhất là bệnh có bạch hổ rồi. Thằng này có can tứ phổ. Rất thông minh, cũng không thiên tướng hóa quyền. Bệnh có can nha. Nhưng mệnh tốt nhưng thân hạng. Chính vì thế là nó mới hỏng. Mà cung vợ nó thì xấu thôi rồi. Đấy, thì nó hỏng vì cái cung địa không hỏa tinh nằm cung mệnh của nó đấy nhá. Thằng này bị một phát nữa là cung phúc đức thất sát hạm địa. Nghĩa là kiếp trước là cái người đã không có công đức rồi. Đấy. Kiếp này lại thân hạm, có nghĩa là thông minh nhưng mà phá ra chi tử rồi không có phúc. Nó xấu thế. Rồi bản thân nó cũng có cô thần chiếu mệnh nữa. Nó giống như con cầu tự ấy. Bản này giống như con cầu tự nhưng không hoàn hảo. Có phải con lấy hết của nó không? Không, thì là em suy ra mọi thứ. Cung quan thì triệt đường quan lộc. Đấy. Cung tài bạch thì nhìn thấy đẹp thiên phủ thế là gặp tuần ngay địa kiếp phát. Đúng không? Cái thằng này chỉ có đẹp cung gì thôi, đẹp cung mỗi cung vợ là một, à cung bố mẹ, cung phụ mẫu. Đẹp cung phụ mẫu. Thôi. Còn mỗi một cửa cung phụ mẫu, cung điền trạch thì có vong thần. Hỏng. Bây giờ tập thằng này nhá, thầy chỉ cách chữa này. Không chữa thì hỏng luôn. Gì cung kiểu vớ vẩn làm sao mà được. Vấn đề là khi không có lá số tử vi thì biết nó hỏng cái cung gì mà sửa. Bây giờ thầy dự báo này cho hỏng. Hỏng cung thân. Hỏng thân, hỏng thân. Phúc đức hỏng. Đấy nhá, thiên di hỏng. Chỉ là cung mệnh thôi. Cái cung phụ mẫu thôi. Cung vô thê cũng hỏng. Vợ hỏng luôn, tôi là thường nữa. Cung con này gặp tuần cũng hỏng nốt. Số này là sinh ra ở trần gian rất ngắn. Ở trần gian rất ngắn. Dễ được bao nhiêu tuổi? Nhìn thấy năm đây là nhìn thấy vận 25 là nó bỏ sau mộ rồi. Có nghĩa là bạn này chỉ được 34 tuổi. Ừ. Vì các cái sao xấu nó bủa vây tứ phía, có 12 cung nó bủa vây mất 11 cung. Thế mà các chính tinh thì lại đứng đúng chỗ đấy mà thầy. Thầy thương ngay thấy không nhỉ? Đứng đúng chỗ đấy thì được cung phụ mẫu. Mẹ tốt chứ nó có tốt đâu. Thế nhưng mà đã đứt tay, đã mổ xẻ hai ba lần rồi. Cái chuyện đứt tay mổ xẻ không quan trọng. Vấn đề là cung phúc đức của nó có thất sát hãm. Người ta gọi là sao thiên lương không làm việc ác, sao thất sát không làm việc thiện. Kiếp trước nó làm nhiều việc ác quá. Chưa? Kiếp này phải trả giá. Thứ hai lại cung thân là cái cơ thể của nó lại tham lang hãm, lại gặp địa kiếp. Đấy, lại gặp linh tinh ở tam hợp nữa. Rồi gặp thiên hình làm cung thiên di chiếu mệnh nữa. Đúng không? Làm cho nát cái thân thể nó ra. Chính vì thế nên cái thân tinh thần, cái linh hồn đấy thì tốt, về trí tuệ thì được. Nhưng mà cái cơ thể mang cái trí tuệ đấy xấu, rồi kiếp trước của nó xấu, rồi kiếp này nó về nó chịu nghiệp, đúng không? Nên để giải được bạn này ấy, là phải làm cực kỳ bài bản. Cực kỳ tốn kém. Mà bây giờ nó ta hết, sạch sạch không có. Hiện tại không ở nhà. Cho nên những cái người như này phải gặp thầy trực tiếp để thầy thay đổi cái. Cái suy nghĩ giống như cái ông đấy, ông nghiện nghiện này cũng như cái ông cái chuyên tù chỉ gặp thầy sẽ hết tù. Thằng này cũng có chuyên tù đúng không? Thằng này thì có rồi đấy, mới là đang lên đấy. Khi nào lên nó gửi cho mạng, bây giờ đứt cáp nó hơi chậm. Nó gửi tin nhắn là được mà. Cô là họ Mai nhé. Bây giờ bạn đang ở đâu? Ở làng. Bây giờ nhà đình, gia đình có điều kiện thì thầy cũng chỉ cho thầy giải cho nó. Chẳng lẽ nó biết nó chết còn không giải đi cho nó. Đây là thuộc dạng lá xấu mà xấu nhất thầy từng xem. Thầy ghi vào nhé. Con có điện ra mà. Hiện tại bây giờ nó không muốn về. Không được. Thì kiếm cứ làm. Tí nữa thầy kết hợp qua vợ của nó thì cứ làm. Nhìn cũng vợ nó thì thôi rồi. Được kiếp hả? Vợ ra số. Hả? Vợ ra số. Thì đi là số. Thế rồi. Làm các kiểu bằng thầy. Chào thầy ạ. 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 Chào
chưa được. Đương nhiên thằng này nó phải giải hết nghiệp của nó thì mới mở phủ được. Người ta mở phủ ấy là người ta phải làm cái gì? Thứ nhất là gia tiên thì mình phải sạch nghiệp, các cụ phải hết thoát hết để lo cho cha mẹ nhiều đời kiếp trước mới lo cho mình. Đó đấy, xong phả độ nhá. Sau đấy người ta phải trả lại tào quan, di công quan số, ta phụ thuộc bệnh, rồi lúc đấy mới ra hầu thánh. Khi ra hầu thánh thì phải chọn được cái ông thầy mà phải đi đủ căn bệnh, phải bắt được nó, phải làm theo tâm phục khẩu phục nó mới nghe. Cái nữa là mệnh chủ thằng này là phá quân, thân chủ là hỏa tinh, toàn những sao dữ dằn. Vỡ đây là gì? Hiền à? Cô vợ này cũng thế, cô vợ này cũng là cái người mà mệnh vô chính diệu, lại thiên khốc thiên hư, khốc hư tại mệnh, cung thiên di thì cũng hóa kỵ này, thiên đồng thái âm hạo cũng hóa kỵ, cũng hay gặp oan trái, rồi có quả tú chiếu mệnh nên là cũng tiền duyên theo, rồi thân cư tài có cô thần đấy, chiếu mệnh, bạn này cũng số cô quả, giỏi đấy, có hóa lộc hóa quan đấy, nhưng cũng bất hạnh, bởi vì sao? Bởi vì cung chồng của nó có phục binh này. Để gặp tuần nên là kiểu gì cũng sẽ ngoại tình, không thì chồng ngoại tình, cung con thì hãm. Con của nó được không? Con của ai được không? Con phải xem chúng nó, nhìn la số nó nào cũng hãm với tuần hết. Rồi cung điền trạch có liêm phá, kiếm được tiền rồi cũng phá nát hết. Cái bạn này này, cái bạn Nguyễn Thị Hiền này này, là cái số mà có tài sản cũng phá hết. Với liêm phá gặp hóa kỵ, không bao giờ giữ được tài sản. Có mất quynh gia bại sản. Không, cả hai đứa đều xấu. Nhưng nhìn thấy cô vợ còn đỡ xấu thằng chồng đấy. Nhìn này như nó không chết. Nó không chết, nó gì phá sản nó không chết. Kia còn chết. Thằng chồng nó có thiên thỏ, thiên giả, nó quyền đấy không? Cũng không được. Không, dù sao cái con bé này cung phúc đức của nó còn tốt. Ý cũng nói đây là kiếp trước của nó không nhiều nghiệp. Thành chồng là nghiệp nặng. Nghiệp nặng nên là phải cõng đã xấu rồi, lại cõng thêm các la số xấu theo nữa. Cái chuyện này đương nhiên, với cung vợ nó có phục binh mà. Cung chồng này, bạn kia cung vợ cũng xấu, tham lang mà. Nghĩa là vợ nó sẽ không trung tình với nó đâu. Cô này sẽ không trung tình với thằng kia. Bỏ. Chắc chắn. Thằng này cân lượng chỉ có 2 lượng 8 chỉ thôi mà. Số không thỏ. Nhẹ quá. Mẹ cứ xác định là làm lại từ đầu cho bạn đấy, các việc. Nhưng việc đầu tiên là điều khiển cho bạn ấy về đây đã. Đấy, để cho bạn ấy ạ. À, trông tỉnh táo hơn nhỉ? Sướng không? Các thầy cũng nghe sướng không? Chiều còn sướng nữa nhá. Trước đến đây mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt không còn tí máu. Nhớ quan tâm đấy. Thằng này thì thứ nhất là phải làm lại như sau. Thằng này nhá, ghi lại số nó. Bởi vì khi di cung quán số ấy là phải biết di sao gì và như thế nào nhé. Thứ hai, giải vong theo nó, làm hai việc này trước, rồi nó về đây, rồi cái việc tứ phủ thầy sẽ nói cho xong, rồi giả sửa là xong, rồi nó về nó gặp thầy, rồi thầy sẽ giác ngộ cho nó. Quan trọng nhất là cái đầu của nó phải thay đổi cho nó, mà làm hai cái việc di cung quán số rồi giải vong theo để giữ cho mệnh nó được chết đã. Cần cư gì cũng thế. Làm hai cái việc này để giữ mệnh cho nó đã, xong nó dắt nó về đây để sửa cho. Nó nên sửa số rồi nó mới về. Sửa xong rồi nhờ việc tâm linh cho đôi nó về. Ok, lên cần trước. Ờ không. Lên lại nhanh, các vong người ta đang đòi ăn trên đây.
Nếu mà mẹ mất niềm tin vào tôn giáo rồi thì không sửa được cho bạn cho bạn đâu. Phải có niềm tin, sửa lại cho bạn. Thế thì nên gặp, nên gặp thầy sửa lại cho nó. Sửa lại. Giải bình thường, thầy bắt vong nhập vào mẹ luôn. Thầy bình thường mà, sao đấy? Thì cũng có số thì cầm cái áo nó đến đây, áo cũ nó ở nhà còn không? Đấy thì cầm cái đến. Ừ, vong thần nó cũng liền chặt cái này, giải vong tại đất đi. Để cho nó không có vong đuổi, nó không muốn cho nó về. Việc này phải gọi lên mới tin được nha. Đấy, mà năm tới nó rơi cung Hợi và cung Phú Mậu, số mẹ này. Năm mà rơi sao Thái Âm nhá, năm tới là nó sẽ có những cái sự kiện nó sẽ chuyển biến thay đổi đấy. Làm đi là 2018 nó thay đổi đấy. Thằng chồng ấy. Còn năm nay nó rơi vào cung Cửu Tức là có con, 2018 có con là dễ rồi. Vì năm nay rơi cung Cửu Tức mà. Có thể để nó ngon, để nó 11.